Chính quyền bang Victoria vào hôm qua đã chính thức tuyên bố tất cả các tay vợt tham dự Úc Mở Rộng 2022 sẽ buộc phải hoàn tất việc tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 trước tháng 12 năm 2021. Nếu không thể thực hiện điều này mà không đưa được lý do chính đáng, họ sẽ không được cấp quyền nhập cảnh vào bang, đồng nghĩa với việc không có khả năng tham dự Australia Mở Rộng 2022 tại Melbourne. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Quyết định của chính quyền bang Victoria sẽ là một thông tin không vui với Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia cho đến giờ vẫn từ chối tiêm ngừa vaccine COVID-19 với lý do là anh không tin tưởng vào hiệu quả của loại hình này. Một số tay vợt khác cũng không sẵn sàng tiêm ngừa như Stefanos Tsitsipas, nhưng ngôi sao người Hy Lạp cho biết anh sẽ thay đổi ý định nếu như không còn cách nào khác. Trong số mới nhất của Hot Boxing with Mike Tyson, Mike Tyson khẳng định bản thân sẵn sàng thượng đài với anh em nhà Paul. Tất nhiên tôi sẽ không từ chối, trận đấu đó sẽ mang lại rất nhiều tiền. Với 100 triệu đô, họ sẽ làm bất cứ điều gì, họ không quan tâm đến việc bị đánh bại đâu. Bên cạnh đó, huyền thoại người Mỹ cũng muốn đấu với Logan Paul hơn là Jake Paul vì sự tương thích về cân nặng. Hiện tại, Jake Paul đang sở hữu thành tích 4-0 ở sàn đấu chuyên nghiệp sau những chiến thắng trước YouTuber Anderson Gibb, cựu vận động viên bóng rổ Nate Robinson cùng hai ngôi sao UFC Ben Askren và Tyron Woodley. Trong khi đó, Logan Paul mới chỉ đấu một trận duy nhất ở võ đài chuyên nghiệp và đó cũng là thất bại ở màn đối đầu với đồng nghiệp KSI vào năm 2019. Vừa qua, nam YouTuber đã trải qua 12 hiệp đấu đáng chú ý cùng với Floyd Mayweather trong cuộc so găng mang tính biểu diễn. Valve vừa công bố cơ cấu tiền thưởng của The International 2021 với tổng giá trị lên đến 40 triệu đô la, tương đương gần 700 tỷ đồng. Qua đó, trở thành giải đấu eSports có mức tiền thưởng cao nhất trong lịch sử. Đội bước lên ngôi vị cao nhất của TI10 sẽ nhận sắp xỉ 45% số tiền thưởng giải đấu, tương đương với khoảng 18.208.300 đô la, khoảng 414 tỷ. Đây chính là khoản tiền thưởng lớn nhất từ trước đến giờ dành cho một nhà vô địch của một giải eSports. The International 10 sẽ được diễn ra tại sân vận động Arena Națională tại Bucharest, Romania từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 với sự góp mặt của 18 đội Dota 2 mạnh nhất thế giới. Vòng bảng của giải đấu diễn ra từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10. Trong khi đó, các trận đấu từ vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17. Theo cơ sở dữ liệu hợp đồng toàn cầu được Riot Games cập nhật, hợp đồng giữa Meliodas và Flash sẽ đáo hạn vào ngày 16 tháng 11 tới. Tuy nhiên, Flash đã quyết định sớm chấm dứt hợp đồng và không gia hạn với Meliodas. Trong sự nghiệp, Meliodas từng nhận được 2 chức vô địch VCS hè 2018, xuân 2019, từng chơi ở chung kết thế giới 2018 và MSI 2019. Ở VCS mùa xuân 2021, Meliodas cũng là nhân tố có phong độ ổn định nhất trong đội hình của Flash. Bên cạnh Meliodas, Flash cũng chuẩn bị chia tay với Stark và bộ đôi đường dây Deep Kid Palette. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Flash cũng đã thông báo chia tay huấn luyện viên Lưu Sơn Nam Lộc sau 2 năm gắn bó. Sau khi hoàn tất việc mua lại đội hình Sunning Gaming, Weibo được cho là sẽ đầu tư lớn vào Á quân chung kết thế giới 2020 để giành lại vị thế đã cố công xây dựng tại LPL cũng như đấu trường quốc tế. Một trong những cái tên lọt vào tầm ngắm của Weibo là Uzi. Trong quá khứ, Invictus Gaming từng ngỏ ý chiêu mộ Uzi, song những ràng buộc về điều khoản trong hợp đồng với Royal Never Give Up đã khiến thương vụ này không thành. Ở mùa giải tới, Uzi hoàn toàn có thể trở lại thi đấu khi không còn ràng buộc với đội tuyển cũ. Tuy vậy, khả năng Weibo thuyết phục vị vua không ngại tái xuất vẫn còn là một dấu hỏi. Ở diễn biến khác, sau khi mua lại suất thi đấu LPL từ Victory 5, Ninja in Pyjamas được đồn đoán sẽ chiêu mộ hai cái tên đình đám là Crackless và Person. Cả hai nhiều khả năng sẽ rời đội chủ quản vì những lý do khác nhau. Với Crackless, theo Dot Esports, anh gần như sẽ chắc chắn ra đi khi không tìm được chỗ đứng tại G2. Trong khi đó, Person sẽ trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau thất bại trong việc dẫn dắt Team Solomid giành tấm vé đến chung kết thế giới 2021.